Hello mẹ, mình là bà. Mình sẽ vào channel này để chia sẻ lại bà đấy. Thì đi video mà, từng cái gì này cô, bây giờ mình sẽ cho bà này cả đó. Chứ nó phone này mà khó hỏi là đi miss call đấy. Thì phone của mình có thể gọi là alo một nó, chứ nó lại được biết bà chí đưa nhanh này cô. Thì video mà chứ nó cho bà mà chứ bà đấy. Rồi chứ nó đi mì ra từng cái gì này chứ bà nó, chứ bà mì mà, nhà bà là chứ bà đấy. Rồi tiên lệ sư đưa bà nó, chứ nó đi thảo vô, mà tiên lệ từng cái gì này chứ bà mì nó, mà, nhà bà nhanh chứ bà đấy nó. Thật sự chúng ta biết lúc bây giờ chúng ta có phong âm như xa lại rồi chúng ta thì biết lúc này là nên bà quả thảm rồi nên bà xin bảo xin bảo nó rồi chúng ta cũng biết mà phong âm như xa rồi thì hủy vô bảo nó ai phong âm chẳng chạy với ta sẽ bảo đấy à chả thì Oppo phong này mà là trở nên nhà tụ đàm nhà từ lâu bảo nó thì sao sau này mà là gần nó sau thì phát sinh này mà sự hồi sinh bảo nó chúng ta âm nhà áp trên chúng ta chỉ đi ra rồi tụ đàm nhà bảo nó thì thật sự chúng ta thì phong âm này quả thảm rồi nên bà xin nên xin bảo nó rồi bởi vì là sự bảo nó cho thì biểu mà chúng ta chả biết mà sự bảo nó rồi tiếp theo này giờ đó tiếp bây giờ nó cái mà tiếp theo này sự hồi sinh nó chúng ta chúng ta chịu được bảo nó chúng ta cho bà xin là sự bảo nó thì thật sự chúng ta thì open có phone open có thoát có để miss có cho chị mà sự hồi sinh nó thì mà phone thì nó phone có nhà cho tao được cho chị bây giờ sự bảo nó vì cho nó về nhà tao mà sự hồi sinh cho thì mà phone khỏi lại phone nó bằng nhà chị là bảo nó rồi mà sự hồi sinh phone khỏi lại cô khỏi lại chị được cô ở thu hoa là chị là bảo nó nhà chị là bảo nó ở đó cái đó cô ở phòng mà đã bảo nó cô ở thu hoa làm thu hoa rồi cho nó blue chip mình lấy bảo nó rồi cũng mà đi phone này mà thì phone này mà là cho nó thì phone thu ra bảo nó thì phone này mà cho thu hoa phone này cả thì phone cô ở thu hoa là chị được thu hoa là cô thu ra là chị đấy tao mới cô ở thu hoa cô thu ra bây mà cô mà cái mới là chị là bảo nó là chị là bảo nó ở đó về hà nội mà tìm bọn nó ở đó ôn là thật là alo ngoài nó tí gì bọn nó cho nó chỉ là số xin bây giờ chỉ là số đó cho nó trả về tâm sự bà đấy ok đã số xin cho đi phone này mà cho trả về tâm sự bà nó ở đó cô xin xin đi phone này mà cô tao biết mà cho nay bây giờ sự bà nó ở đó nay xin là số xin đi pin nào mà cho nó đi số số xin nó đi đi nhà lê xí đạp nó số số đi đâu là nhà lê xí bà nó ô số số cô cho nó phone mà cho đi nhà mà hậu nó chứ nó không bao giờ đi iPhone này tuyệt vời mà nó đi iPhone này xịn đâu nó ở đó anh nhà bây giờ đi iPhone này xịn là nhà đấy bây giờ anh đi nhà đấy bọn nó đều xịn đâu nó ở đâu chỗ này bây giờ thì phải đi đi đâu mà xịn vậy nó ở đó cô chỉ trên này phone này bây giờ đâu đi mà thì nhà đấy thì iPhone này đều chỗ này bây giờ mà chỗ đó chỉ bây giờ thì phải đấy chỗ đó này bây giờ bà này bây giờ xịn là đi áo mà bọn nó đi áo mà chỗ đó xịn vậy nó ở đó thế giờ đi cầu mà bỏ xây xin bỏ mà bỏ là xí bài nó xây xin mà bỏ cái số xin đi đào lên mà đi đào lên mà cho nó nhà lên xí là xí để phòng người xí bài đi đào lên nhà lên còn nơi này mà số xin alo tôi bỏ là cái bài nó thà số xin đi miss call bọn nó tôi cố thu lại là bọn nó thay mấy qua mà cái mình khám đi miss call thì bỏ là bọn nó rồi cho nó đi mà miss call bỏ là cái bài đấy bây giờ answer bọn nó đi answer là có tôi cố thu lại là bọn nó tôi cố khỏi lại khám mà cô ạ phô cài là bọn nó phô cài là số đi ăn xa đi tòa chạy vào trên bàn nó em biết con này ăn xa blue quả lẽ tí nữa thì mà chúng tôi gọi thì khi vào chiều nó thì miss con này ăn xa cho nó cho nó cho biết trên bàn nó miss con ra đó tôi gọi phone hô là đấy cô ạ mà cài mi của nó là rồi miss con trên bàn nó thì đi ăn xa cho đó phone tôi gọi cô hô là bọn nó cô khỏi là đấy khả mà cô ạ để cài là bọn nó thật sự là ăn xa rồi cho chạy vì mặt trên bàn là bọn nó rồi này đó đi nó khu vực sinh là số sinh thì mà nó cô ạ phong khổ là bọn là ta tu mà cái số sinh cho nó lựa chọn là số sinh thì mà nó this nó còn là bọn nó thì this nó còn là cha đó cho nó cả phong khổ là đấy tu mà cái bọn nó cho nó xí là bọn nó cho cô phong bắt sang còn là số sinh thì this nó còn là cha vậy nó rồi tụi nó còn là chơi xe lô mà giàu cô khổ là bọn nó tụi nó còn là chơi xe lô mà giàu đã khai giáo sinh thì this nó còn là tụi cha cha bị mập xếp nó thế đó, cô ạ phone hoa là số xin, bộ phim là số xin thì ở quê mà nó, ở quê số xin đó, cô ạ phone hoa là bọn nó, phone hoa là khám mà tụi nó còn này, cho nên là mà áp chế là sao cho nó giả lo xin bọn nó đi ở quê thì trả về mà sẽ bài bọn nó, rồi ở quê xin để bộ xin answer thì bộ xin cho nó đi mất nó, còn nó tùy vào bọn nó, thà lấy xin là bọn nó thà là cho thì cô thế mà xin là bọn nó, nãy là cho trả về mà trả về là sẽ bài bọn nó, rồi đó thì phone của mình có thay có đi cô bảo chị đã sửa cho cha về đây làm chuyện bà đấy bây giờ thay đi cô chúng nó chưa ra được sửa là đi mà nó xin luôn cho nó cha ra là bọn nó cái mà xin đầu cha lại bị sửa xin nó cha luôn nhà là bọn nó
giờ sao rồi giờ mà hồi đó bảo nó ở đó thì nhà mà làm video mà chờ rồi thì đi theo mà chờ thì sau đấy lên chi video mà rồi quay ở huyện có đi thuê có đi alo mà nó chờ làm video mà xử lý nhà này bố tiền tiền làm video mà nhà này bị làm chơi bài nó alo mấy xin chào nhiều lần mà lấy video chụp video rồi alo cũng chưa tìm mà nhá.